Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình cùng thầy Âu sẽ đọc một chiếc thùng bia tê. Mình quay vậy chứ chút mình xóa các bạn 10 phút mình xóa, đúng 10 phút mình xóa chứ không có để mà 24 tiếng như nhiều khi ngủ quên. Để quên gì đó ngủ quên. Thì bây giờ mình sẽ khui đàn nha các bạn. Thì cái đàn này có giá là như thầy. Lật ngược lại cho dễ làm luôn. Kính thưa toàn thể tất cả các bạn. Cái này hả? Cái này 5,5 triệu. Cây da đàn Cushman K300S này, K300S này có giá là 5,5 triệu. Nếu các bạn mua tại chuyển khoản trước hoặc là mua tại showroom thì hoặc mua thông qua Lưng. Thông Lưng mới được nha. Thì Quỳnh Lưng và thầy sẽ giảm mỗi người Lưng giảm thầy không giảm à. Mua thầy thì mới giảm, nhưng mua Lưng là phải Lưng giảm à. Mua không có thầy bán lưng là chỉ là 5,3 triệu thôi. Lưng giảm 5,2 triệu à? Sau cái Quỳnh Lưng bù đắp 100. Quỳnh Lưng lên 100, giảm 100,000 thôi. Nó đàn rất đẹp nha các bạn. Bao cao đẹp luôn. Thứ nào chịu cho nổi. Ồ, học nghề nhanh. Đây là cây K35S mình chuẩn bị gửi đi Phú Yên. Cây này là khách được biết đến mình qua YouTube. Còn cây này giao cho Huỳnh Luân. Cây này là Huỳnh Luân chuẩn bị mua. Huỳnh Luân rất là ghiền hồ quảng. Và Huỳnh Luân đã bị K300S chinh phục. Nhẹ nhàng ông ơi. Phá hư không có bảo hành đâu à. Con lấy diện kia, con lấy cái ghế gì đó con bỏ lên cho nó em. Trời ơi đàn thương, xài mà không thương nó hay gì vậy ta. Hình Lưng mua trả góp nha các bạn. có cái thẻ tín dụng là mua trả góp được nha. Quỳnh Lưng có thẻ đen hả? Hoặc là Quỳnh Lưng đó đàn rất là đẹp nha các bạn. Tại nói Quỳnh Lưng mua trả góp vậy thôi chứ khi nào có Quỳnh Lưng mới trả, còn mà tháng đó kẹt quá thì Quỳnh Lưng trả cho thằng Âu bằng cái khác. Cái này trả tín dụng là trả qua thông qua bên ngân hàng rồi bạn ơi, không liên quan tới mình bạn ơi. Ngân hàng nó trả cho mình đầy đủ tiền rồi, chỉ có là bạn nợ ngân hàng thôi chứ mình không liên quan rồi. Cái điều mình bù cho bạn được cái tiền lãi đó, cái tiền phí đã góp là mình chịu giùm bạn rồi đó. Chân học trống mà đột giọt gan nghe cũng như thiệt đó ta. Đó rất là đẹp nha tất cả các bạn. Rất chi là ngoan cố. Rất chi là ngoan. Thầy Âu không, thầy Âu không hề dạy cái cách lĩa cách chạy ngón này nha các bạn. Cái này là thầy Âu không chế. Bao giờ là dạy mình chạy ngón vậy, tại vì mình học lỏm á, nhưng mà mình học chưa có tới đó các bạn. Thì cái đàn này nó có rất là nhiều điệu nha. Cái đàn này nó có sustain nữa nè các bạn. Đó đàn này mình bấm ốp là hết nè. Ủa không gì hả? Ủa sao tại sao nó mới hết? Cái dòng chữ bạc đó là phải kết hợp với nút shift mới được. À là bấm hai nút một lần. Đúng rồi này, để mở tiếng piano nghe cho rõ. Đó. Sustain là bấm cái này nè, shift với cái này cùng một lúc nó mới ra được. Đúng rồi. Đó nó vang rồi đó. Đẹp quá. Mê quá. Một chiếc review rất chi là nghiệp dư. Rất chi là nghiệp dư tại vì mình chưa có học nghề đó nha các bạn. Giờ mới dám mua đàn mới ghê chứ. Tại vì sao Quỳnh Lưng dám mua đàn? Tại vì thầy Âu có tặng cho Quỳnh Lưng một cuốn sách học đàn. Khi mà các bạn mua sách về thì các bạn sẽ được tặng một cuốn. Nếu như mà xa lớp quá thì các bạn có thể dựa theo cái cuốn này để mình học đàn nha các bạn. Còn mà gần thì các bạn hãy qua Hải Âu Music để học đàn. Và Quỳnh Lưng sẽ đứng kế bên, chứ Quỳnh Lưng không có dạy. Thì người dạy chính là thầy Âu. Cho tạm mượn cuốn sách. Mình tặng các bạn cuốn sách là trị giá 25,000 nha. Nhưng mà học phí là 600,000. Học phí là 600,000 nha tất cả mọi người. Còn mà... Ủa thầy, điệu là mình chỉnh trên này hả? Style là điệu. À. Rồi. Một mấy điệu ở ngoài lùi lại hai.
mấy đứa ở ngoài lùi lại nó hay hơn đúng không? Điều Khmer hết hồn hết vía, mở bầm lên. Mấy điệu ở trên kia là mấy điệu đàn nào cũng có, mấy cái đàn khoảng chừng 5-6 triệu đều có, còn mấy điệu này là chỉ có đàn này mới có thôi. Đây cho cha là nha các bạn, có cây đàn này có rất là nhiều điệu cho cha. Còn đây là bolero đó, đây là rumba tử tình. Bài đàn bài hát nghe coi, lô tô coi. Tôi hỏi đâu có biết làm, cũng là thử thôi. Muốn nhanh chậm thì dùng tempo nè. La thứ sao thầy? La thứ hả? Đó thầy chưa dạy em la thứ. Đây nè, la đô mi. Đúng rồi. Su gì ra. Ồ đúng không? Phô. Su gì. Su gì ra. Gì đây con su gì ra, mời con mắt có dễ dòng này trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kêu su su ra. Con mấy con mấy gì ra mà đi vô rừng bồng. Con theo làm chi rừng u mình mũi cắn nó làm sập. Em bắt bọn con vô bắt đầu em kêu lô tô số gì ra. Thôi thôi à ba ơi, gái đôi nhịp cầu, gái đôi à nhịp cầu bà đây có biết tan nát tim tôi. Ngày bánh xe qua làm đẹp lòng mẹ cha cho tình duyên đôi ta trái ngang à đành. 25 đúng không? Thì các bạn có nhu cầu học đàn hoặc là mua đàn để mình trải nghiệm thì cây Cushman K300S là một trải nghiệm rất là tốt cho những người đang học và chuẩn bị đi show. Ủa chứ bạn chưa học bạn cũng mua vậy? Em chưa học nhưng mà em vẫn phải mua để em về em tập hồ quán. Ok, còn gì nữa không ạ? Các bạn nếu như mà các bạn mua các bạn chuyển khoản trước thì sẽ được rất là nhiều ưu đãi và sẽ được tặng một cái chân đàn mới nha các bạn. Ok. Và một cái giá đỡ đàn và một cái bao cao đàn đó rất là đẹp, giống vậy nó giống vậy đó các bạn. Và được miễn phí ship và được đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình cho toàn thể tất cả các bạn. Còn mà các bạn mà nếu không muốn vận chuyển tới chỗ thì đích thân em sẽ mặc đồ cho nó gợi cảm, em sẽ ship tận giường cho tất cả các anh chị các chị. Còn bây giờ em sẽ đóng thùng để giao cho một vị khách rất là đặc biệt, đó là em tự em đóng thùng em đem gì. Nếu mà các bạn coi video này á nha, có nghĩa là cảm tình Huỳnh Lân mà các bạn chọn mua đàn thì nhớ nhắn tin cho mình là vì Huỳnh Lân nha, để biết đường mình dẫn Huỳnh Lân đi uống trà sữa nha. Chào các bạn.